chi cứ thế đâu ích gì. Thôi đừng cho nước mắt rơi vì điều vô nghĩa, trái tim của mình sao phải đau vì ai. Trong tình yêu con gái dai khờ lắm, yêu bằng tay nên khổ đau luôn nhiều. Đem niềm tin vô cớ trao về một ai đó có hay đâu, cuộc sống chẳng như mong. Giờ em cần cắn đắng vượt qua nỗi đau trong lòng, cần thực sự mạnh mẽ học cách bước đi một mình, đừng tìm về quá khứ. Dựa vào nếu như em.